kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay chúng ta được nghỉ 4 ngày. Đây là dịp thuận lợi để nhiều người về quê tụ họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch. Tuy nhiên để có sức khỏe tốt trong những ngày nghỉ lễ cũng như sẵn sàng quay trở lại với công việc, bạn cần chú ý một số điều cơ bản. Đây cũng là nội dung chính trong mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Để cho cơ thể được nghỉ ngơi, nhiều người sắp xếp kín lịch vui chơi ăn uống trong những ngày nghỉ lễ, điều này có thể khiến cơ thể của bạn mệt mỏi, kiệt sức, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh tấn công. Hãy lên một kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ của mình, cố gắng cân bằng giữa công việc, gia đình và vui chơi, đừng để những rắc rối ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của mình. Việc thư giãn sẽ giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của bạn. phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sử dụng nước sạch cho ăn uống và sinh hoạt, thường xuyên rửa tay sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi người nên ăn chín uống sôi, chỉ nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dùng khăn giấy che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Nếu bạn vô tình tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh như ho nhiều, bệnh cảm cúm, sốt thì nên rửa tay ngay và xúc miệng bằng nước muối loãng. chuẩn bị thực phẩm an toàn vệ sinh gặp gỡ và ăn uống là điều không thể tránh khỏi trong dịp nghỉ lễ thậm chí đối với nhiều người những ngày nghỉ lễ là thời gian dành cho việc ăn uống tuy vậy dù bạn có tổ chức tại khách sạn hay ở nhà bạn cũng cần chú ý chuẩn bị thực phẩm an toàn vệ sinh điều này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe tránh các bệnh về tiêu hóa ngộ độc thực phẩm nếu gia đình bạn có dự định đi chơi xa cắm trại bạn nên chuẩn bị sẵn đồ ăn tại nhà để tránh thức ăn không đảm bảo vệ sinh trong những trường hợp buộc phải mua ngoài, bạn nên chú ý hạn sử dụng, tránh ăn thức ăn ôi thiêu, chưa chín hay bị hỏng. Uống đủ nước Nhiều người quan niệm mất nước chỉ xảy ra khi người bệnh bị đi ngoài, nôn, nhưng mất nước cũng dễ xảy ra khi đi du lịch bởi chúng ta thường phải di chuyển nhiều, đi bộ nhiều, khiến cơ thể toát nhiều mồ hôi. Lúc này, nước bốc hơi không còn là nước lọc nữa mà kèm theo đó là muối, đường, khoáng, gây tình trạng mất nước cho cơ thể, càng ra nhiều mồ hôi cơ thể càng dễ bị mất nước khi đó cơ thể sẽ mệt mỏi chóng dễ gây sốt trong nhiều trường hợp mất nước nặng khi đi ngoài nắng khiến người bệnh dễ bị say nắng gây nhức đầu khó thở vì thế khi đi ra ngoài hãy nhớ mang theo nước uống từng ngụm nhỏ để cơ thể luôn được đảm bảo đủ nước cẩn trọng với uống rượu bia không làm dụng rượu bia và các đồ uống có cồn khác chỉ nên uống dưới 2 đơn vị cồn trên ngày với nam giới, dưới 1 đơn vị cồn trên ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày trong một tuần. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, người đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng thêm thì tuyệt đối không sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác. Đảm bảo an toàn khi đi chơi Dù bạn về quê hay đi du lịch nước ngoài cũng luôn giữ an toàn cho chuyến đi. Hãy tránh lái xe khi đã uống rượu bia hoặc để người uống rượu lái xe. Luôn cài dây an toàn khi bạn lái xe cũng như khi ngồi trên xe. Với các em bé, nên có ghế ngồi phù hợp độ tuổi và nhớ cài dây an toàn cho bé. Đừng quá ham vui mà đẩy mình và người thân vào những tình huống nguy hiểm. Duy trì vận động, ngủ đủ giấc. Khi ở nhà, bạn tránh ngồi nhiều mà nên đi bộ hoặc đi dạo trong phố nên tập luyện thể dục ngắn trước khi ăn sáng để bắt đầu quá trình trao đổi chất giúp ích cho cơ thể. Ngủ rất quan trọng cho việc sửa chữa, tăng trưởng và chống lại stress. Thường thì mọi người ngủ ngon hơn vào kỳ nghỉ nên tránh xa những căng thẳng trong dịp này. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số mẹo giải rượu và tránh bị say khi uống rượu bia trong dịp lễ Tết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.